Xu hướng đầu tư định cư nước ngoài đang tăng trưởng trở lại khi nhiều quốc gia trên thế giới đang áp dụng nhiều chính sách nới lỏng với COVID-19. Các tập đoàn hàng đầu thế giới và các công ty trong nước đang đẩy mạnh hợp tác theo tinh thần khuyến khích thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường, tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn tư vấn tài chính đầu tư toàn cầu Athen Capital đã chính thức hoạt động. Trong 5 năm qua, dưới sự ủy thác của chính phủ 12 nước cùng với hơn 500 đối tác uy tín, tập đoàn này đã giúp hơn 2.000 nhà đầu tư cùng với gia đình trở thành công dân toàn cầu, mang đến giải pháp đầu tư định cư an toàn, nhanh chóng và tiết kiệm. Chúng tôi đã có nhiều năm làm việc với các đối tác tại Việt Nam và chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm các đối tác uy tín, từ đó giúp cho nhiều nhà đầu tư tiến vào môi trường toàn cầu. Trở thành công dân toàn cầu rất quan trọng trong bối cảnh hội nhập, vì khi đó các cơ hội kinh doanh cũng sẽ phát triển rộng hơn, giúp cho nhiều doanh nhân khẳng định được cá tính doanh nhân của mình. Athen Capital cung cấp các giải pháp toàn diện cho chính phủ các nước nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài thông qua chương trình đầu tư định cư. Đơn vị này cũng xây dựng và duy trì một mạng lưới rộng lớn, gồm các đối tác và các đại lý có tâm và có tầm để quảng bá sản phẩm và dịch vụ. Hơn 97% đối tác hiện tại đều giữ vững mối quan hệ mật thiết